Kính bạch sư, sư có thể cho con hỏi khái niệm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Dù đã đọc kinh tạng nhiều mà con vẫn không hiểu, mong sư giải đáp giúp con. Và mong sư giải thích một cách khái quát về bốn cấp bậc thiền sắc giới và bốn cấp bậc thiền vô sắc giới. Nêu những đặc điểm cơ bản nhất của các bậc thiền này con vẫn chưa hiểu. Cảm ơn sư đã hoan hỷ đón nhận thắc mắc của con. Thì sư, đối với sư nhé, thì cái chuyện mà mình biết về các tầng thiền á, thì mình không cần phải biết quá kỹ, mà mình chỉ cần nắm sơ bộ khái lược là được rồi. Và khi nào mình thực hành tới đó thì mình tìm hiểu kỹ vẫn chưa muộn. Sư lấy ví dụ như một cái đứa mà đang học cấp 2 thì nó không cần phải tìm hiểu là cấp 3 là sẽ học cái gì, mà nó chỉ cần biết đại khái. Ví dụ như cấp 3 là sẽ có thi tốt nghiệp phổ thông, hoặc cấp 3 là chuẩn bị lựa chọn tương lai nghề nghiệp, ví dụ như vậy. Còn mà tìm hiểu quá sớm thì sẽ gây ra khá là nhiều những cái trở ngại. Ngay cả cái việc hướng dẫn thiền cũng rất là kẹt ở chỗ là nếu như không nói thì họ không biết đường đâu mà lần, nhưng mà nói thì có thể là họ sẽ tưởng. Sư lấy ví dụ như nói về cái nimitta thì họ sẽ không có, mà họ tưởng cho có, để rồi họ tưởng họ lên sơ thiền, rồi họ lên họ trình y như đúng rồi vậy đó. Rồi thế là vị thiền sư, là một số vị là thấy là nó trình bày sơ thiền như vậy rồi thì mình hướng dẫn nó nhị thiền, trong khi nó chưa hề có được sơ thiền là gì. Nhưng mà đó, về rồi vẫn cứ hành, rồi lại tưởng là mình đạt sơ nhị thiền như đúng rồi vậy đó. Rồi lên trình, rồi là nhận tiếp cái pháp lên tam thiền, rồi lên tứ thiền. Tới hồn lên tứ thiền á, mình cứ tưởng là mình đạt tứ thiền, nhưng thực tế mình cận định mình chưa có. Sư đã gặp khá nhiều những trường hợp như vậy rồi. Đó là cái kiểu mà gọi là thiền tưởng tượng. Thành ra là sư hạn chế cái vụ này lắm. Nhưng mà bây giờ thôi thì sư chỉ tóm tắt thôi ha, tóm tắt khái lược để quý vị nắm thôi, chứ sư không có nói kỹ. Nói kỹ mất công hôm nào nói trời sư ơi con chứng phi tưởng rồi, sư là muốn chết luôn vậy. Thì bốn tầng thiền sắc giới thì sơ thiền thì sẽ gồm đủ năm chi thiền ha. Nhị thiền á, thì bỏ tầm bỏ tứ, tam còn theo A Tỳ Đàm là nhị thiền chia ra làm hai, còn tam thiền á, là bỏ hỷ chú xả, và tứ thiền thì bỏ lạc và niệm thanh tịnh nhờ xả. Quý vị nghe không hiểu thì cũng không có vấn đề gì, tại vì mình đã tới nó đâu mà mình đòi hiểu. Chừng nào giống như bây giờ quý vị hỏi chương trình học của cái đứa nhỏ cấp 1, hỏi chương trình học đại học thì nghe, muốn nghe nói thì nói cho nghe, cho chơi. Nhưng mà nó không hiểu cũng không sao, chừng nào tới sẽ tự nhiên hiểu. Rồi còn cái không vô biên xứ thì vị này sẽ chú, sau khi mà ra khỏi tứ thiền, vị này sẽ chú tâm vào hư không, và vị này niệm hư không, và thế là chứng vào hư không. Và với cái khái niệm hư không là vô biên. Rồi vị này ra khỏi hư không vô biên, vị này nhận thấy là thức, thức thì nó là vô biên, và thế là vị này chú tâm vào cái khái niệm là thức vô biên. Rồi sau khi mà ra khỏi thức vô biên á, thì vị này biết rằng là không có cái gì cả, và thế là vị này chứng và chú trong vô sở hữu xứ. Và khi mà ra khỏi vô sở hữu xứ thì vị này, tâm của vị này đó hướng đến một cái vi tế hơn. Tức là lúc bây giờ tâm vị này đó gọi là có cũng không đúng, mà gọi là không cũng không đúng. Gọi là nó là có tưởng cũng không đúng, mà không có tưởng cũng không đúng. Thì đó gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Sư thì sư chỉ tóm tắt thôi, bởi vì thứ nhất á, là nói có rõ hơn quý vị chỉ rối. Nói tóm tắt quý vị còn nhớ, nói nhiều hơn quý vị rối. Cái thứ hai là sư sợ cái kiểu thiền tưởng lắm. Thì chắc có lẽ là cái này cho qua hả. Rồi xin mời sư Tuệ Tường. Dạ thưa quý vị,
Đức Thanh Tuệ nói thì sư cũng hoàn toàn đồng ý. Sư chỉ có thêm cái ý, gợi ý này nha, gợi ý gì này cho cái vị mà đặt câu hỏi này nè. Và nếu có vị nào cũng có cái thắc mắc giống như cái vị này á, thì sư cũng có thêm gợi ý và cũng có cái lời khuyến khích nha. Và như vậy là ở đây là sư biết là cái vị này đọc kinh tạng, mà có nghĩa cái từ kinh tạng ở đây theo sư hiểu chắc là đọc chánh kinh đó. Chánh kinh mô tả về, trong chánh kinh này mô tả về các bốn bậc thiền, thiền sắc giới, thiền sắc giới đó, cho nên là khó hiểu là suy nghĩ là như vậy do đọc chánh kinh. Thì bây giờ sư có một cái lời đề nghị này và cũng khuyến khích quý vị là để quý vị hiểu rõ hơn, ngoài để Đức Thanh Tuệ vừa đã tóm tắt rồi mà quý vị để hiểu rõ tường tận hơn đó, thì sắp tới để Đức Thanh Tuệ có mở lớp vi du pháp căn bản, quý vị có thể học. Còn nếu quý vị có lòng mà học quá, học liền, biết liền, muốn biết liền đó, thì quý vị đọc những cái quyển giống như là Vi Diệu Pháp Nhập Môn, đúng không, hay là Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp đó của ngài Sĩ Lan Đá đó, những nói chung là những cái sách về vi pháp căn bản. Hay là nếu quý vị làm biếng đọc sách nữa, quý vị lên YouTube, quý vị gõ vô những từ khóa đó, hay là trong hình như sẽ nhớ trong 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 cái kênh của Đức Thanh Tuệ cũng có post cái clip mà dạy về vi pháp căn bản đó. Đó thì quý vị học trong đó đi đó, trong đó thì mới giảng giải rõ. Còn ở đây thì theo sư hiểu là có lẽ vị này đang học do đọc chánh kinh không, cho nên là khi mà Đức Thế Tôn ngày mô tả các tầng thiền nè một cách vắn tắt, cho nên là khó hiểu là như vậy. Thì dạ cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Mà sẵn thì sư nhắc luôn, đó là có nhiều khi á, chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta đọc chánh tạng á, thì sẽ có khá nhiều chỗ chúng ta không hiểu. Thì quý vị nên tham dự những cái lớp kinh tạng ha, hoặc là những cái lớp A Tỳ Đàm đó. Thì nhờ như vậy đó, thông qua các sư á, sẽ giải thích cho quý vị rõ hơn. Bởi vì sư cũng từng gặp những một vài vị, ví dụ như là từng có vị đó tới chùa rồi cầm cái quyển kinh tạng rồi đọc, cứ đọc hết từ trường bộ trung bộ, rồi sư hỏi đọc hiểu không, thì vị này nói cũng hiểu, nhưng mà sư không biết là cái hiểu của vị đó là cái hiểu tới cái mức độ nào. Tại vì cái hiểu mà chỉ đơn thuần đọc ở ngoài kinh tạng á, thì nó rất là kẹt, bởi vì mình có nhiều chỗ mình hiểu không đúng, mình hiểu sai, hoặc là mình khó hiểu mà mình cứ tưởng là mình hiểu rồi đó nha. Cho nên là sư vẫn khuyên quý vị nên tham dự những lớp kinh tạng. Này, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.